Bộ phim Na Tra Hằng Yêu Ký. Tập 17. Phụ dương tôi cũng là giả. Đúng vậy, tất cả đều là giả. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chính là cái này. Đây là thứ gì? Vào trong cho ta. Đi nhanh lên. Qua bên kia cho ta đi. Công chúa. Thủy tinh linh, ngươi coi đi. Người mà ngươi ngày nhớ đêm mong, ta tìm về cho ngươi rồi nè. Bây giờ ta sẽ mời nữ chương tới đây định đoạt. Các ngươi cứ ôn chuyện cũ đi nghe. Công chúa, cô có sao không công chúa? Thủy Tinh Linh. Công chúa. Thủy Tinh Linh. Công chúa, tôi nhớ cô trốn đi rồi mà, sao bị bắt về đây nữa? Bây giờ khắp tứ hải đều là nanh vuốt của xà cơ. Ta vất vả khổ sở lắm mới trốn được, ai ngờ cuối cùng vẫn bị bắt về đây. Thủy Tinh Linh, có khó chịu lắm không? Để ta thả cô ra ngoài. Công chúa, tôi không sao. Công chúa yên tâm, chiếc bình này đã bị xà cơ gài phong ấn, chúng ta không làm gì được đâu. Thủy Tinh Linh, nhìn bộ dạng tiều tụy của cô, kêu ta làm sao đành lòng đây. Cũng tại ta không tốt, để cô ở lại đây một mình, là ta có lỗi với cô. Công chúa, cô đừng nói vậy. Có thể bảo vệ công chúa, Thủy Tinh Linh có làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là khó khăn lắm mới thoát ra ngoài, giờ lại bị bắt về đây, làm tôi lo quá. Cũng không biết ải yêu phụ xà cơ kia sẽ dùng cách gì để đối phó chúng ta đây. Ả yêu phụ? Đúng đó, chính là bà nương thối xà cơ. Lúc bà ta lập dương hậu, tôi đã thấy bà ta chướng mắt rồi. Cô coi, ai lại như bà ta chứ? Trang điểm lè loẹt, nhìn y như mặt quỷ. Nếu tôi là đại dương, tôi đã bỏ bà ta từ lâu. Bỏ bà ta? Đúng đó. Sự tể tướng, nếu để nữ dương lộ sơ hở khiến cho Thủy Tinh Linh lợi dụng thời cơ thì ông chờ chịu phạt đi. Ngươi đó đúng là lo xa quá. Cho dù bị lộ sơ hở thì Thủy Tinh Linh đó ở trong bình có thể làm được trò trống gì. Ngươi xem nữ dương của chúng ta đi. Ê, trời ơi, làm giả tiểu long nữ phải gọi là giống y như đúc vậy đó. Không có bị lộ đâu mà lo. Chúng ta mau nghĩ cách trốn ra ngoài đi. Nói thì nói vậy, nhưng mà với hoàn cảnh chúng ta hiện giờ, muốn thoát khỏi đây không phải là chuyện dễ. Chuyện này tất nhiên ta biết chứ. Nhưng mà nếu có thể dùng sức mạnh của Kim Thủy Lệnh Bài chặt đứt dây xích của ta, rồi đập bể chiếc bình này, trốn ra ngoài không còn là chuyện khó nữa. Vấn đề là nằm ở đây á, giờ Kim Thủy Lệnh Bài không có trong tay chúng ta. Coi nè, Kim Thủy Lệnh Bài không phải trong tay xà cơ sao? Là ta trộm về đó. Công chúa quả nhiên lợi hại. Vậy công chúa mau đọc thần chú để tôi phát huy công năng lệnh bài, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Được. Công chúa, cô sao vậy? Ta nhức đầu quá, chóng mặt nữa. Câu thần chú là gì ta quên rồi. Thần chú. Công chúa, câu thần chú cô đã học thuộc nằm lòng, sao nó quên là quên được? Ta nghĩ chắc do hồi nãy bị sử tể tướng đánh trúng đâu. Cô đừng quá nôn nóng nha, để ta từ từ nhớ lại. Cô đừng có nghĩ nữa, thần chú chính là... Là gì? Sao vậy Thủy Tinh Linh? Không có gì, tôi chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Không ổn hả? Có sao? Công chúa, câu thần chú của Kim Thủy Lệnh Bài thiên biến dạng quá, cô muốn cái nào hả? Tất nhiên là thuật ngự thủy rồi. Vậy nói mau đi,
Thủy Tinh Linh, nếu cô còn không chịu nói, chút nữa xà cơ tới chúng ta không thoát được đâu. Vậy cô nghe kỹ đây. Thần chú của lệnh bài chính là Thái Âm Chi Linh, dịch sử dạng thủy. Dịch bất sử dịch dạng thủy. Nhất niệm thao thiên, nhất ma hống. Sao hả công chúa, cô nhớ chưa? Tất nhiên là ta nhớ. Là ba. Thủy Tinh Linh, người mắc bẫy bổn dương rồi. Bà nương thối này đúng là quá xảo quyệt, dám giả dạng công chúa. Ngươi cứ việc mắng đi. Bây giờ bổn dương sẽ thử kim thủy lệnh bài. Ta đã thuộc lòng câu thần chú của kim thủy lệnh bài rồi, coi ngươi còn hống hách không. Thái Âm Chi Linh, dịch sử dạng thủy, bất động như kính, nhất niệm thao thiên, nhất ma hống. Chuyện này là sao? Bà tưởng tôi không nhận ra hả? Kim thủy lệnh bài này công chúa từ nhỏ đã mang theo bên mình, thần chú làm sao nó quên là quên được. Ngược lại là bà, lúc nãy tôi nhìn ra sơ hở nên cố tình tương kế tự kế. Thật không ngờ bà bị tôi lừa quá dễ dàng. Người dám trêu đùa bổn dương. Bà ngốc như vậy, không trêu bà thì trêu ai? Có phải hơi thối không? Bởi vì nó là nước tiểu của tôm đó. Người cả gan trêu chọc bổn dương, có tin ta lập tức lấy mạng ngươi không? Bà lấy đi, nói cho bà biết tôi cầu còn không được nữa. Món nợ này bổn dương sẽ tính sau. Muốn trách thì hãy trách kẻ đã nghĩ ra cái trò này. Nữ dương bệ hả, kết quả sao rồi? Ê trời ơi, nữ dương của tôi ơi, chắc là Thủy Tinh Linh không biết tốt xấu kia chọc tức người rồi phải không? Ê trời, sao mặt người nhiều nước quá vậy đã vào đầu. Cuối cùng ta đã hiểu ra, vị tiểu cô nương đó nói đúng. Cho dù ngươi có trăm phương ngàn kế, nhưng tình hình bây giờ không cho phép chúng ta có thời gian để thử nữa. Nếu ông đã vô dụng như vậy thì nhớ lại làm gì? Ôi trời, đau quá đi. Nữ dương, tôi đã nghĩ ra được cách rồi. Tôi đã nghĩ ra được cách rồi, nữ dương. Minh Vương đại nhân, sao vậy? Na Tra, uổng công bổn dương tốt với cậu, cậu lại đối xử với ta như vậy. Ông nói vậy là có ý gì? Ý gì hả? Có phải cậu cố tình chuốc ta sai, trộm bảo kính của ta đi cứu tiểu long nữ? Tất nhiên không phải. Chuyện mà tôi đã hứa với ông tuyệt đối không bao giờ nuốt lời, làm ra chuyện hạ lưu này. Cậu còn xảo biện, sự thật rành rành trước mắt. Có ngon thì theo ta tới thủ lao xem sao. Xem thì xem, chuyện mà tôi không làm, việc gì phải sợ chứ. Đi. Nói vậy là phụ vương tôi vốn không hề ở đây. Đúng, cái chúng ta nhìn thấy đều là giả. Vậy Quỳnh có nghe ngóng được phụ vương tôi đang ở đâu không? Giống là kẻ nào đó rắp tâm tung tin gạt chúng ta, hại chúng ta mừng hụt một phen. Còn tưởng Mai tỷ tỷ tới đây tìm tôi, tôi còn ăn một bụng đất nữa. Bây giờ nghĩ lại cứ muốn nôn. Lão đại tôi. Lão đại, lão đại. Na Tra. Thì ra là ngươi trộm bảo kính. Lão đại, sao người nói khó nghe vậy? Là Minh Vương đại nhân uống sai, làm rớt bảo kính xuống đất. Tôi chỉ tiện tay lụm lên thôi mà. Ngươi tiện tay hay cho câu tiện tay? Nếu như ngươi tiện tay, sao không tiện tay trả cho Minh Vương? Ngươi có biết làm vậy khiến ta thất tính không? Tóm lại là đã cứu được tiểu long nữ, chuyện cũng đã rồi. Vậy thì trả lại bảo kính cho Minh Vương, chúng ta đi. Muốn đi sao?
Lão đại. Nè Na Trang, Phong Tiêu ca ca vì có ý tốt, đừng trách huynh ấy. Tôi không trách hắn. Không trách hắn thì trách ai? Chuyện tôi đã hứa với Minh Dương nhất định phải làm. Bây giờ trừ phi xây xong bảo tháp, nếu không chúng ta không ai được đi. Lão đại, sao người ngoan cố quá vậy? Tiểu Long Nữ khuyên lão đại đi. Đầu của lão đại tôi sao giống y như củ sen vậy? Ngoan cố cứng đầu. Huynh vốn dĩ là người củ sen mà, việc gì phải giận. Sứ giả hắc ám định dùng trận pháp gì để đối phó với Na Tra? Ở đây bốn bề đều là biển, lại nhiều đồi núi, quá thích hợp để bày cự thạch trận. Cự thạch trận này là dùng đá để công núi, nhưng thế trận chỉ là nhất thời. Theo tôi thấy, nơi này sát khí quá nặng, chi bằng dùng quyết vụ đại trận, lợi dụng sát khí ở đây để làm thế tương sinh, phần thắng sẽ tăng gấp bội. Thật không ngờ Ngư Cơ đại nhân lại hiểu rõ về pháp trận như vậy. Có hiểu đôi chút. Sư giả hắc ám bố trận, tôi hộ pháp cho huynh. Được. Quyết vụ di mạng, cảm thiên động địa, tốc kích tốc pháp, động vào mất mạng. Cẩn thận một chút nghe. Nè, từ từ. Rồi. Hơn rồi. Cái gì vậy? Ai biết gì đang xảy ra vậy? Nhìn ghê quá. Không sâu rồi, chạy đi. Chạy đi. Chạy mà. Chạy đi. Minh Dương đại nhân ơi, không xong rồi. Có chuyện gì hốt hoảng vậy? Bảo tháp bị kẻ địch tấn công, có rất nhiều người bị thương, móng tháp cũng bị hủy luôn rồi. Cái gì? Mau dẫn ta đi coi. Tôi cũng đi. Ê, lão đại đừng có đi mà. Chúng ta thừa cơ hội này rời khỏi đây, nếu không sẽ không đi được nữa. Còn phí lời thêm nữa, ta xử luôn phong quả lưng ngươi. Nhưng không bảo vệ được Linh Lung Bảo Ngọc thì không thể xây thành bảo tháp được. Để tôi bảo vệ Linh Lung Bảo Ngọc. Tôi cũng đi. Khoan, chúng ta đi ngăn cản quyết chủ. Được. Sao vậy? Có người đang phá quyết vụ đại trận của ta. Minh Dương ra tay sao? Mặc kệ hắn là ai, cũng phải bắt hết, giết sạch không tha. Có chuyện gì vậy? Thật không ngờ chúng phá được quyết vụ đại trận. Vẫn chưa kết thúc. Xem tôi đây. Pháp trận của cô ta trở nên cao cường từ khi nào vậy? Chết rồi, mình đã vô tình để lộ thực lực, còn đứng ngơ ra đó làm gì? Giúp ta một tay đi. Được. Không xong rồi, đây là quyết vụ đại trận. Sức công phá sẽ tăng dần theo thời gian. Nếu những làn sóng này hợp lại thành một, sợ là cả vô gian đảo này bị quỷ trong chớp mắt. Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Vậy chúng ta coi như là uổng công rồi. Vậy phải làm sao? Trận này có mắc trận để phá không? Cũng tại khoảng thời gian này, ta lơ là cảnh giác, để đối phương thừa cơ hành động. Trung tâm mắc trận đã bị giăng kết giới từ trước. Hai người làm cái gì vậy? Minh Dương đại nhân, bảo tháp này là xây cho chúng tôi. Nếu để nó sụp đổ, là tội chúng tôi tăng thêm một bậc, để mấy người chúng tôi gánh tội nghiệp này đời đời kiếp kiếp đi. Dừng lại đi, nếu không các người sẽ hồn bay phách tán, các người sẽ trở thành cát bụi giữa trời đất. Đó cũng là chuyện công đức. Ít ra trước khi chết, chúng tôi đã từng vui vẻ. Vì là một chuyện tốt mà chết, có thành cát bụi cũng không hối tiếc. Minh Dương đại nhân, ngài đi đi, các ngươi. Minh Dương đại nhân, hãy dẫn mọi người đi trước, nếu không sự hy sinh của họ sẽ lãng phí. Nhưng mà nhờ ông một chuyện được không? Ông thần thông quảng đại,
phiền ông thay tôi giúp tiểu long nữ tìm phụ dương của cô ấy. Quỳnh nói vậy là có ý gì? Bảo tháp này là do tôi muốn xây, tôi không thể bỏ mặc bọn họ. Quỳnh muốn ở lại. Phong Tiêu Ca, hả? Tiểu long nữ giao lại cho ngươi, dẫn cô ấy đi trước. Sau này không có ta ở bên cạnh, ngươi phải nghe lời của cô ấy. Na Tra. Không, lão đại, ngươi muốn làm gì? Không phải chúng ta cùng đi hả? Na Tra, Quỳnh không thể làm vậy với tôi. Quỳnh đã hứa rồi mà, phải giúp tôi đi tìm phụ dương, còn chứng minh sự trong sạch cho Quỳnh nữa. Xin lỗi nha, tôi lại nuốt lời. Món nợ này hẹn ngày nào đó tôi trả cho cô. Na Tra. Lão đại. Mọi người ráng cầm cự, tôi tới giúp mọi người. Được. Tiểu Long nữ, chúng ta đi thôi. Tôi không đi. Nhưng mà lão đại có dặn tôi đưa cô đi khỏi đây. Cô Na Tra vì cứu tôi nên mới ở lại, tôi không thể bỏ mặc Quỳnh ấy. Nhưng Tiểu Long nữ, cô đừng phí lời. Tôi không tin chúng ta không phá được trận quái quỷ này. Được, chúng ta cùng phá trận. Nè, các người chán sống hết rồi hả? Ngốc chết đi được. Thật không ngờ 500 đạo hạnh của tôi bị phá rồi. Nghe đây, các người thân đang mang trọng tội, nhưng bây giờ đứng trước sự sống chết, các người muốn đi hay ở cứ tự nhiên. Chỉ cần sau này các người không làm chuyện ác mới không uổng sự hy sinh của ta. Bây giờ phải làm sao đây? Đi đi. Điên hết rồi hả? Điên hết rồi. Điên hết rồi. Bổn vương cứ tưởng rằng ở vô gian đảo này cô đơn một mình, không ngờ hôm nay có nhiều huynh đệ như vậy. Vì tình nghĩa hào khí này, bổn vương chết không hối tiếc. Điên hết rồi. Các người đã điên hết rồi. Tôi cũng liều luôn. Linh Lung Bảo Tháp là thiện niệm của mọi người tụ lại mà thành. Bọn yêu tộc muốn tới đây phá, bổn vương là người đầu tiên không đồng ý. Chúng ta thất bại rồi. Tại sao lại như vậy? Tôi đưa huynh về trị thương. Được. Sao hay vậy? Không sao nữa rồi. Mọi người xem kìa. Nhìn kìa. Chuyện này là sao? Bảo tháp đã thành, thiên giáng quanh trạch, tất cả người xây tháp được bắt đầu cuộc sống mới. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Các người hôm nay có thể tìm được con đường sống đúng là một điều đáng quý. Những tội nghiệp trước đây đã phạm cũng một nét xóa sạch. Nhưng đừng quên ý niệm ban đầu khi xây tháp. Sau khi rời khỏi đây, nhớ cố gắng tu hành đó. Đa tạ Quỳnh Dương đại nhân. Được, ta sẽ chuẩn bị một ít rượu thịt, coi như đưa tiễn mọi người. Minh Dương đại nhân không cần mắc công. Bà bán bánh sao? Sao bà lại tới đây vậy?
Tất nhiên tớ mời các vị ăn bánh bao rồi. Sao lại trống rỗng? Bà mời khách mà không có thành ý gì hết trơn vậy? Các vị đại đức lập được công trạng, hôm nay đã xây thành bảo tháp. Hãy tận hưởng phúc báo chuyện thế, ta cũng mừng cho các vị. Bà bán bánh bao, rốt cuộc bà là ai vậy? Tại sao lúc trước bà lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Hả? Trời. Tham kiến Hoàng đại sĩ. Các vị mau đứng lên đi. Đã Hoàng đại sĩ. Thì ra lúc đó là Quan Âm đại sĩ đã vào trong mộng để khai thông cho con. Thành thật cảm kích người. Na Tra, lần này con gặp kiếp nạn, có thể xả thân hy sinh vì người khác, cảm động Minh Dương, Tiểu Long Nữ ở lại bảo vệ tháp. Xem ra con đã lãnh ngộ được nhiều, trưởng thành không ít. Đa tạ Quan Âm đại sĩ quá khen. Nhưng mà đây không phải là công lao của một mình con, mà là tất cả người Tinh Ly Vũ quên mình bảo vệ tháp, họ mới là những người đáng được khen ngợi. Các vị ở đây công lao to lớn, các vị xã thân hồ tháp thật tâm sám hối. Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại mọi người ở trên thiên đình. Đa tạ đại sĩ. Đại sĩ, xin hỏi đại sĩ, phụ dương con còn sống không? Thiên cơ không thể tiết lộ, chuyện này tự có số trời, cần bản thân con tự đi tìm đáp án. Các vị, chuyện ngày hôm nay, ý niệm xả thân bảo vệ tháp ghi tạc vào lòng, nhất định tu thành chánh quả. Cung tiễn Quan Âm đại sĩ. Chính khí tăng lên thì đã sao? Ta đã luyện quá thành công, chẳng mấy chốc bỗng dưng có thể hồi phục công lực. Ăn hại, không ngờ ngươi và sứ giả Hắc Ám hai người liên thủ, vậy mà không đánh lại chúng. Vốn dĩ tôi và sứ giả Hắc Ám liên thủ nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ lần trước sau khi Sửu Tể Tướng rời khỏi Vô Giang Đảo thì Minh Dương đã có sự chuẩn bị. Nữ Dương bệ hạ, người không thấy chuyện này rất đáng ngờ hay sao? Ngươi cơ, còn ngậm máu phun người. Tôi và Minh Dương tuy là bằng hữu nhưng quyết không có hai lòng. Lần trước tôi chủ động tới gặp là vì muốn mượn thân phận bằng hữu cũ móc mối quan hệ với ông ta. Nữ Dương à, tôi không ngờ con người của ông ta lại không biết tốt xấu như vậy đó. Sử Tể Tướng, ông cũng chính miệng thừa nhận có giao tình với Minh Dương, ai dám bảo đảm là lần này hành động ông không thông báo trước vậy? Cô Ngư Cơ, ngươi không có bằng chứng thì đừng có đụng đẩy trách nhiệm lên đầu của người khác nữa. Với pháp lực của ngươi liên thủ với sứ giả Hắc Ám, vậy mà cũng không đánh lại chúng sao? Xin nữ Dương Minh giám, tôi không ngờ Minh Dương hạ lệnh cho đám khâm phạm của Vô Giang Đảo bán mạng cho ông ta. Lần này tôi cũng tiêu hao gần hết công lực, nhưng mà bọn họ ai nấy cũng đều có tuyệt kỹ, đành ôm trọng thương trở về. Im đi, ngươi làm việc bất lực, đừng ở đây tìm cớ thoái thác. Bổn Dương không muốn nghe giải thích. Ngươi đã vô dụng như vậy thì chuyện truy bắt Na Tra và Tiểu Long Nữ Bổn Dương sẽ giao lại cho Quả Long sứ giả. Ngươi chuyên tâm giúp ta tìm ngân thủy lệnh bài.
Đại đế, người bị sao vậy? Người hồi phục pháp lực rồi sao? Người đi đâu đó? Hồi bẩm đại đế, Thuộc hạ biết Na Tra và Tiểu Long Nữ đến Vô Giang Đảo, nên đã cố tình tới Vô Giang Đảo trợ giúp Ngư Cơ bắt Na Tra và Tiểu Long Nữ. Rồi sao nữa? Thuộc hạ và Ngư Cơ đã bài bố trận pháp, suýt chút nữa là bắt được Na Tra và Tiểu Long Nữ. Nhưng kết quả thật không ngờ, đảo chủ của Vô Giang Đảo đã phòng bị sẵn, suýt chút nữa thì... Hả? Đại đế, người... Nguyên thạch này đã được người luyện hóa thành rồi, sao nó lại... Viên nguyên thạch này đã rời khỏi ta 500 năm. Nếu muốn hồi phục pháp lực hoàn toàn vẫn cần thêm một ít thời gian. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là ngân thủy lệnh bài. Người tranh thủ thời gian. Dạ. Minh Dương đại nhân, tiễn tới đây thôi. Hai người thật sự không muốn ở đây vài ngày sao? Đa tạ hảo ý của Minh Dương đại nhân, chỉ là chúng tôi phải tranh thủ lên đường. Phải đó, trải qua chuyện này chắc là Xà Cơ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Khẩn xin Minh Dương đại nhân lưu ý nhiều hơn. Bổn Dương đã dằn kết giới khắp bốn phía quanh đảo, yêu ma quỷ quái có kéo tới cũng không làm được gì. Na Tra, cậu xây Linh Lung Bảo Tháp cho Bổn Dương tiêu tốn không ít công sức, cậu đúng là phúc tinh của Bổn Dương. Minh Dương đại nhân khách sáo rồi. Na Tra, cậu trí dũng song toàn lại giữ chữ tín, Bổn Dương vì muốn giữ cậu lại mà không tiếc thủ đoạn, xin lượng thứ cho. Không biết cậu có đồng ý làm bằng hữu của Bổn Dương không? Tất nhiên. Thật ra tôi cũng muốn ở lại bầu bạn với ông thêm vài hôm, chỉ tiếc là tôi còn nhiệm vụ phải làm, đành phải hẹn khi khác vậy. Đại ân không lời nào tả, Vô Giang Đảo này luôn quan nghênh hai người. Đúng rồi, lúc trước Bổn Dương có nghe ngóng được, thì ra một trong năm pháp bảo của cậu dòng càng khôn hóa thân thành một đạo sĩ bắt yêu, pháp danh Đoạn Vô Trọc, gần đây thường xuất hiện ở khu vực rừng rậm Kinh Mang. Cậu tới đó xem sao. Còn có chuyện này nữa sao? Đa tạ Minh Dương đại nhân. Đa tạ Minh Dương đại nhân. Phong Tiêu Ca đâu? Lão đại. Lão đại. Ngươi đi đâu vậy? Quan Âm đại sĩ tới phát bánh bao mà. Giờ sức của tôi ăn một cái sao đủ, cho nên tìm mọi người xin thêm. Kết quả họ đem tất cả bánh bao tặng tôi. Ngươi coi, ăn được mấy ngày luôn. Hễ nhắc tới ăn là chạy thục mạng vậy sao? Được, đưa đây, để ta cầm dùng cho. Lão đại, cái này là của tôi mà. Ta có nói dành của ngươi đâu. Đồ tham ăn, ăn hết số bánh có bay nổi không? Hả? Chưa gì đã đi hả? Vậy tôi ăn bớt lại hai cái được chưa? Không thành vấn đề. Không cần ngươi bay. Minh Dương đại nhân, cáo từ. Được. Cáo từ. Bảo trọng. Lão đại, tôi không ăn nữa có được chưa? Lão đại, chúng ta bay đi hả? Đi bộ vất vả quá lão đại. Bà ơi, mấy trăm dặm xung quanh đây khu đã không còn con vật mang nào có thể ăn nữa rồi. Ngươi cho ta chút ít máu đi ha, một chút thôi. Ngươi không biết ta tội nghiệp cỡ nào đâu. Ta bị nhốt một năm nay rồi, lâu lắm rồi không được ăn uống gì. Với lại vừa mới ra ngoài lại bị Đoạn Vô Trọc đó truy đuổi suốt 3 tháng. Ta cũng đáng thương lắm. Nếu người không cho ta chút xíu máu thì ta thật sự sẽ khó duy trì được diện mạo này. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy mà. Ta cũng vì bất đắc dĩ. Yêu nghiệt, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Bà ơi, ta sẽ mãi mãi nhớ ơn ngươi. Để ta chung cất ngươi tử tế ha.
nước mắt cá sấu. Đoạn vô trọng sao huynh tìm được tới đây vậy? Hồ Tiểu Ngọc, lần trước cô đã hại vô số sinh vật, không biết hối cải. Con bò vàng này vốn để cho người nông dân cày ruộng, bây giờ cô giết nó chính là ảnh hưởng kế sinh nhai của cả gia đình người ta. Ê, đừng nói bậy nha. Rõ ràng là họ suốt ngày đi ăn hiếp con bò, để nó chịu khổ chịu đói chịu lạnh. Tôi thấy nó tội nghiệp, muốn nó sớm ngày thoát khỏi bể khổ nên mới kêu nó trốn vô trong cái bụng ấm áp của tôi. Thế tôi tốt bụng không? Cô còn sáu biển, còn không mau chịu trói, tránh chịu nỗi khổ thể xác. Được. Em bắt ta đi. Đứng lại. Là chỗ này sao? Tiểu Long Nữ, cô hãy suy nghĩ kỹ lại coi có phải đường này hay không vậy? Chắc là nó rồi. Trong sách có nói vào thời cổ đại, Tam Miêu bộ phía nam thành lập Tam Miêu quốc. Thời đó Vũ Đế chấp chính, Vũ Đế liền dẫn binh đi thảo phát Tam Miêu quốc. Tam Miêu quốc đại bại cho nên họ mới sáp nhập với Mang tộc địa phương, khai sinh ra Kinh Mang tộc. Có nói hai người cũng không hiểu. Tóm lại chúng ta cứ đi về phía nam. Tôi thấy chỗ này rừng sâu núi thẳm. Nếu như tôi đoán không lầm thì chỗ này chính là rừng Kinh Mang. Chính giữa nó là tiểu trấn Kinh Mang. Nhưng đó là khi cô đoán không lầm kìa. Nếu cô đoán lầm thì sao? Chỗ này chính là rừng Kim Mang, Ngân Mang, Đồng Mang, cũng có thể là khu rừng Thạch Mang. Tới năm nào tháng nào mới tìm được đạo sĩ Bắc Yêu Đoạn Vô Trọc? Người không biết đọc sách như huynh thì đừng có ý kiến ở đây. Nếu huynh có giỏi thì tự đi đi, huynh dẫn đường đi, được không? Tôi biết đường cần gì cô dẫn chứ. Ôi trời ơi, con người của sao lắm chuyện vậy? Nè. Gì hả? Làm hết hồn. Coi kìa. Coi cái gì? Có đường hả? Có trái cây ăn. Đúng là tên chẳng ra gì, suốt ngày chỉ biết có ăn mà thôi. Nè, hái cho ta với. Nhìn ngon quá. Cả hai người đều chẳng ra gì, hái cho tôi nữa. Cô chạy không thoát đâu. Ai, Đoạn Vô Trọc, sao huynh cứ bám theo tôi hoài vậy? Hay là huynh thích tôi rồi? Huynh thích tôi chứ gì? Thích tôi thì cứ nói với tôi đồng ý là được, chứ đâu cần phải hung dữ cọc cằn với tôi vậy đâu chứ. Cô vẫn còn sức nói năng lung tung, chi bằng tìm một cái sơn động chuyên tâm tu luyện. Với tư chất của cô, 500 năm nữa sẽ có thành tựu. Chuyên tâm tu luyện 500 năm? Vậy thì tôi không thèm đâu. Tôi thà sống bớt đi mấy trăm năm, chỉ cần vui vẻ là được. Nếu cô vẫn còn chấp mê bất ngộ thì để ta quá kiếp cho cô. Quynh không biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Trong lòng ta chỉ có chính tà thiện ác, không có hương ngọc gì hết. Quynh, trời ơi, Quynh coi, ở trong khu rừng này á, vừa âm u vừa lạnh lẽo nữa, có đúng không? Lúc này là giờ Sửu, khi âm dần chuyển sang dương, thời khắc thích hợp để ta bắt yêu. Bắt yêu hả? Quỳnh dễ thương ghê á. Cái này là của tỷ tỷ thưởng cho ngươi. Ăn thì cũng ăn rồi, nhưng mà chúng ta tìm lâu lắm rồi vẫn chưa tìm được đường, phải làm sao đây? Qua 1-2 canh giờ nữa là trời sáng rồi. Nếu không được nữa thì chúng ta nghỉ ngơi đã. Đợi trời sáng rồi tính được tiếp. Được rồi. Nghỉ ngơi ở đây hả? Hoàn cảnh ở đây tệ quá. Coi đi, rừng núi thì hoang vu, không phải là cho người ở, là có yêu quái thì phải làm sao đây? Người bình tĩnh đi, chúng ta là người tu tiên, sợ yêu quái gì chứ? Là yêu quái sợ chúng ta mới đúng. Cứ làm ầm lên, ngồi xuống.
Cũng đúng. Tôi quên mất hả? À, đúng rồi, chúng ta chính là người chuyên bắt yêu quái mà. À, lão đại, người nói coi yêu quái có sợ chúng ta không? Tất nhiên là sợ chúng ta. Chúng ta không chỉ võ nghệ cao cường trảm yêu trừ ma, yêu quái mà nghe đến tên chúng ta đều sợ tới xanh mặt mày. Ê, nhưng nếu có những con yêu quái dễ thương thì phải làm sao? Nói cũng phải ha. Làm sao đây? Người cũng không biết luôn hả? Ừ, chúng ta phải bàn bạc lại. Im đi. Ăn nói bậy bạ. Hai người tu đạo nửa đêm nửa hôm bàn bạc cái gì? Là giờ gì rồi? Không đi ngủ chứ gì? Ngày mai không cần làm việc chính nghĩa nữa hả? À, mệt quá. Cô ấy là như vậy đó. Đừng nói yêu quái sợ cô ấy, mà cả thần tiên cũng phải sợ. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Ôi trời ơi, buồn ngủ muốn chết rồi. À, lão đại, tôi cũng sợ. Đi mỏi cả chân, cuối cùng cũng tới nơi có người ở rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng được bữa no nê. Tôi cũng muốn tắm rửa. Được rồi, mục đích chúng ta tới đây là để tìm người, chứ không phải là hưởng thụ. Đúng, chúng ta phải đi tìm Vòng Càng Khôn trước, sau đó mới ăn một bữa. Theo lời của Minh Dương nói, Vòng Càng Khôn hiện giờ là đạo sĩ bắt yêu, chắc là sinh sống ở trấn này. Thì trấn này nhìn thì không lớn lắm, nhưng mà nó nhỏ thì cũng không nhỏ. Chúng ta bắt đầu tìm từ đâu đây? Nếu Dòng Càng Khôn là đạo sĩ bắt yêu, vậy chắc chắn cũng có chút tiếng tăm ở khu này. Chúng ta cứ đi hỏi đại, chắc chắn sẽ có người biết. Cũng có lý. Nè, bên đó có vị gia gia, chúng ta qua đó hỏi ông ấy thử đi. Vị gia gia, tụi con muốn. Chuyện này là sao vậy? Tôi biết rồi. Chắc tại tiểu long nữ quá xấu xí, tính tình hung dữ nên mới dọa người ta chạy mất như vậy. Đánh chết Quynh bây giờ. Nè, Phong Tiêu Ca, ngươi qua hỏi vị đại thẩm đang phơi đồ đi. Không thành vấn đề lão đại. Sở trường của tôi là kết giao với lão bá tánh. Đi đi Phong Tiêu Ca. Nè, đại thẩm à. Tôi nói rồi mà, Phong Tiêu Ca cũng không được. Nè, lão đại, bà ấy. Coi ngươi kìa, còn dám nói sở trường của ngươi là kết giao với lão bá tánh gì đó. Không được rồi, chống mắt xem lão đại ta đây. Các vị hương thân phụ lão. Chạy đi. Chạy đi mau lên. Mau. Ủa sao? Kìa, bên đó có người kìa. Lão đại, xem tôi đây. Nhanh quá. Đi. Đại nương, bà muốn đi đâu vậy? Ta về nhà. Về nhà. Đại nương, bà yên tâm, chúng tôi là người tốt, không phải kẻ xấu. Đúng, chúng tôi là người tốt, có chuyện này muốn hỏi bà. Nếu như có món gì ngon thì càng tốt. Nếu các người không phải là kẻ xấu thì mời tới nhà tôi ngồi chơi. Được. Đi thôi. Đây là nhà tôi. Vào trong ngồi chơi đi. Hoa nở đẹp quá. Cẩn thận bậc thang coi chừng té.
Mới nói cẩn thận bậc thang rồi mà. Lão đại, đứng lên. Nè, mời vào trong. Đa tạ. Đa tạ đại nương. Mời ngồi, mời ngồi. Đây ba vị khách quý, mời uống nước. Đây. Đa tạ đại nương. Cứ gọi tôi Na Tra là được rồi. Được. Tôi là Tiểu Long Nữ. Tôi là Ngọc Thụ Lâm Phong, Trừ Tiêu Đương Ca, Phong Tiêu Ca. Trời, cái tên của cậu dài quá đi, tôi không nhớ nổi. À, còn nóng đó, từ từ coi chừng phỏng. Nóng quá. Xin lỗi đại nương. Đại nương, để tôi dọn cho. Thôi khỏi, thôi khỏi, coi chừng đứt tay. Để tôi làm cho. Đại nương cẩn thận. Không sao, không sao. Mọi người cứ ngồi chơi đi, tôi xuống bếp làm chút đồ ăn. Được. Chỗ này tà thật. Lời đại nương nói ra y như miệng quả, hễ nói đâu là trúng đó. Chắc là trùng hợp thôi. Với lại chúng ta tới đây để tìm đạo sĩ Bắc Yêu, mặc kệ chuyện khác đi. Nếu như nói là trùng hợp, vậy Phong Tiêu Ca đúng là xui xẻo thật. Đúng không Phong Tiêu Ca? Phong Tiêu Ca, Phong Tiêu Ca, Phong Tiêu Ca. Lão đại. Thank you.